À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào tất cả các em, cô xin tự giới thiệu, cô là Phương Linh. Và hôm nay cô rất vui khi chúng ta được gặp nhau ở đây để cùng nhau chia sẻ những tri thức liên quan đến chương trình lịch sử lớp 12. Và bài học đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau trong buổi học ngày hôm nay đó chính là bài số 1, sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2 trong những năm 1945-1949. Và với bài học này thì chúng ta sẽ cùng nhau đề cập đến hai nội dung chính. Một, đó là hội nghị Yalta và thỏa thuận của ba cường quốc. Và thứ hai, đó là sự thành lập của Tổ chức Liên Hợp Quốc. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung đầu tiên. Một nhỏ, hội nghị Yalta tháng 2 năm 1945 và sự thỏa thuận của ba cường quốc. Và giống như tất cả các hội nghị khác thì bao giờ khi đề cập đến một hội nghị, chúng ta sẽ đề cập đến những vấn đề gì? Bối cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa của nó, đúng không? Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung đầu tiên, đó là bối cảnh lịch sử. Vì sao thời điểm tháng 2 năm 1945 các cường quốc lại quyết định triệu tập hội nghị Yalta? Thì các bạn sẽ thấy việc triệu tập hội nghị Yalta nó sẽ xuất phát từ những vấn đề nảy sinh trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Cụ thể đó là gì? Thời điểm tháng đầu năm 1945 thì chiến tranh thế giới thứ hai đã đi đến giai đoạn kết thúc rồi, và trong nội bộ các cường quốc đồng minh nổi lên nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Và nội cụ thể, thứ nhất đó là làm thế nào để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, thứ hai đó là sau chiến tranh thì thế giới sẽ được tổ chức lại như thế nào, và thứ ba đó là sau chiến tranh thì thành quả chiến tranh sẽ được phân chia như thế nào giữa những nước thắng trận với nhau. Và từ ba vấn đề đó thì hội nghị Yalta đã được triệu tập vào thời điểm tháng 2 năm 1945 với sự tham gia của ba cường quốc Mỹ, Anh và Liên Xô. Và từ bối cảnh lịch sử, từ ba vấn đề này thì các bạn hãy để ý cho cô, nội dung của hội nghị Yalta nó sẽ đi vào giải quyết theo đúng ba vấn đề đó. Ba vấn đề ở đây là gì? Thứ nhất, làm thế nào để nhanh chóng tiêu diệt chủ nghĩa phát xít? Thì các nước đã thống nhất sẽ cùng nhau tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít. Và để nhanh chóng kết thúc chiến tranh thì từ 2 đến 3 tháng sau khi tiêu diệt được phát xít Đức ở châu Âu, Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á. Rồi, thứ hai đó là thành lập Tổ chức Liên Hợp Quốc để duy trì hòa bình an ninh thế giới. Và thứ ba, thế giới sẽ được tổ chức như thế nào? Quyền lợi của các nước thắng trận sẽ được phân chia ra sao? Thì các cường quốc đã tiến hành là phân chia phạm vi đóng quân và khu vực ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. Và ở đây các bạn đang thấy xuất hiện hai khái niệm này, phạm vi đóng quân và khu vực ảnh hưởng. Để ý cho cô nhé, hai cái khái niệm này đang hoàn toàn khác nhau. Phạm vi đóng quân nó sẽ liên quan đến trách nhiệm, nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật. Còn khu vực ảnh hưởng thì nó sẽ liên quan đến quyền lợi mà các quốc gia đó nhận được, được chưa? Tầm ảnh hưởng của một nước nào đó ở một cái khu vực này. Và cụ thể sự phân chia này được diễn ra như thế nào? Thì ở châu Âu, về mặt phạm vi đóng quân, Liên Xô sẽ chiếm đóng vùng Đông Đức, Đông Berlin và các nước Đông Âu. Mỹ, Anh, Pháp sẽ chiếm đóng vùng Tây Đức, Tây Berlin và các nước Tây Âu. Như vậy rõ ràng là phạm vi ảnh hưởng ở đây sẽ có, như vậy rõ ràng khu vực đóng quân sẽ có 4 nước tham dự, đó là Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp. Nhưng đến lúc phân chia phạm vi ảnh hưởng thì các bạn sẽ thấy chỉ còn 2 quốc gia thôi. Vùng Đông Âu sẽ thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô và Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mỹ. Ngoài ra Áo, Phần Lan sẽ là 2 quốc gia trung lập. Đó là sự phân chia ở châu Âu, một sự phân chia rất rõ ràng cụ thể. Nhưng ở châu Á thì tình hình nó lại sẽ có những sự phân chia này nó sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Cụ thể thì các nước đã chấp nhận những điều kiện để Liên Xô tham chiến chống Nhật ở châu Á, như trả lại cho Liên Xô miền nam đảo Sakhalin đã bị mất trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật 1905-1907. Tiếp đó Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Kurin, giữ nguyên hiện trạng Mông Cổ, quốc tế hóa thương cảng Đại Liên. Và tiếp đó về phạm vi đóng quân thì Liên Xô sẽ chiếm đóng miền Bắc Vĩ Tuyến 38, tức là khu vực Bắc Triều Tiên. Còn Mỹ sẽ chiếm đóng Nhật Bản và Nam Vĩ Tuyến 38, tức là Nam Triều Tiên, để thực hiện nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật. Thứ ba, đó là Trung Quốc sẽ, các quốc gia đã thống nhất Trung Quốc sẽ cần phải trở thành một quốc gia độc lập, dân chủ và thống nhất. Theo đó thì các lực lượng quân đội nước ngoài sẽ phải rút toàn bộ khỏi Trung Quốc, và các lực lượng chính trị ở Trung Quốc sẽ liên kết với nhau để thành lập một chính phủ liên hiệp, trả lại cho Trung Quốc khu vực quần đảo Bành Hồ, đảo Đài Loan, rồi là khu vực Mãn Châu,
vân vân. Và con vậy thì các vùng còn lại thì sẽ được phân chia như thế nào? Thì các vùng còn lại của châu Á như là Nam Á, Tây Á, Đông Nam Á thì vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây. Và các bạn cũng sẽ cần phải để tâm cho cô đến cái nội dung này. Bởi vì cái nội dung này thực chất nó là gì? Đó là cách mà các nước lớn đang bật đèn xanh cho các nước thực dân quay trở lại xâm lược hệ thống thuộc địa cũ của mình, đúng không? Và như vậy, từ sự phân chia đó, từ những nội dung đó thì nó sẽ có tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế? Thì các bạn sẽ thấy những thỏa thuận của ba cường quốc tại hội nghị INTA thì nó đã tạo ra khuôn khổ của một trật tự thế giới mới mà thường được gọi là trật tự hai cực INTA. Nhớ cho cô nhé, khuôn khổ tức là gì? Là tại INTA thì mọi thứ nó dần dần đã được định hình cơ bản từ cái thế hai cực Xô Mỹ cho đến cái việc phân chia phạm vi ảnh hưởng vân vân. Và cũng chính từ cái sự định hình đó thì nó đã dần dần dẫn tới một vấn đề thứ hai, đó là sự đối đầu Xô Mỹ Đông Tây, và sau đó đó là chiến tranh lạnh trong những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai. Và đó chính là những nội dung cơ bản của hội nghị INTA. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với nội dung thứ hai, đó chính là sự thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc. Và khi tìm hiểu về tổ chức thì bao giờ chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về những vấn đề cơ bản, ví dụ như là bối cảnh lịch sử thành lập này, mục tiêu hoạt động của nó này, nguyên tắc hoạt động của nó và vai trò của nó. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với nội dung đầu tiên, đó là bối cảnh lịch sử. Vậy thì theo các bạn, vì sao năm 1945 các cường quốc lại quyết định cần phải thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc? Sự thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc nó có thể xuất phát từ hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên và cũng là yếu tố quan trọng nhất mà các bạn cần phải lưu tâm cho cô, đó chính là nhu cầu bảo vệ nền hòa bình sau chiến tranh. Các bạn biết rằng là chiến tranh thế giới thứ hai là một cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại. Và từ cuộc chiến tranh này ấy, thì nó tạo ra cho con người một tâm lý, đó là sợ chiến tranh, đúng không? Và từ khi mà họ sợ thì họ sẽ tìm cách, đó là gì? Là bảo vệ hòa bình, đúng không? Và đó chính là một cái trong những nguyên nhân đầu tiên và cơ bản nhất để dẫn tới sự ra đời của tổ chức Liên Hợp Quốc. Nguyên nhân thứ hai, các bạn sẽ thấy đó chính là do những quyết định của hội nghị INTA tháng 2 năm 1945. Từ nhu cầu thì hội nghị INTA đã hiện thực cái nhu cầu đó là gì? Các cường quốc thỏa thuận với nhau là gì? Chúng ta sẽ cần phải thành lập một tổ chức để duy trì nền hòa bình an ninh thế giới, và tổ chức đó sẽ mang tên đó là Liên Hợp Quốc. Và từ cái thỏa thuận này thì từ ngày 25 tháng 4 đến thời điểm ngày 24 tháng 6 năm 1945 thì hơn 100 các quốc gia đã họp ở San Francisco để thảo luận về việc thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc. Và đến thời điểm tháng 10 năm 1945 thì bản hiến chương Liên Hợp Quốc đã được thông qua, và sự kiện này đã đánh dấu tổ chức Liên Hợp Quốc được thành lập. Vậy thì tổ chức Liên Hợp Quốc ra đời nhằm mục tiêu gì? Thì cái này các bạn chưa cần đọc sách giáo khoa, mà khi các bạn nghe cô phân tích về bối cảnh thôi các bạn cũng có thể đoán được rồi. Mục tiêu đầu tiên cũng sẽ là một mục tiêu quan trọng nhất, đó là gì? Nó thành lập xuất phát từ nhu cầu bảo vệ nền hòa bình, đúng không? Thế nên mục tiêu của nó là gì? Là phải duy trì được nền hòa bình an ninh thế giới. Và bây giờ cơ sở để duy trì nền hòa bình này là gì? Là phải xây dựng được mối quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, đúng không? Phát triển quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc, tiến hành hợp tác quốc tế trên cơ sở giữa các nước, trên cơ sở tôn trọng quyền bình đẳng và quyền tự quyết dân tộc. Đó là mục tiêu. Và vậy cụ thể, tổ chức Liên Hợp Quốc sẽ có hoạt động theo những nguyên tắc nào mà nó cần phải tuân thủ, cần phải đảm bảo để duy trì được một nền hòa bình? Thì các bạn sẽ thấy ở đây cô đang đưa ra 5 vấn đề chính. Thứ nhất, bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết giữa các dân tộc. Thứ hai, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị của tất cả các nước. Thứ ba, không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào. Thứ tư, giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. Và thứ năm, đó là chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn: Mỹ, Anh, Pháp, Liên Xô và Trung Quốc. Và có thể nói là 5 cái nguyên tắc hoạt động này ấy, nó chính là những đúc rút, có thể là những đúc rút của các nước lớn từ sau hai cuộc chiến tranh thế giới tàn khốc trong nửa đầu thế kỷ 20. Và từ những nguyên tắc đó, từ cái mục tiêu đó thì trong suốt thời gian tồn tại của mình, từ năm 1945 cho đến nay thì Liên Hợp Quốc đã làm được rất nhiều việc và có những cống hiến cho thế giới. Vai trò ở đây thì cô có thể đề cập đến 3 vai trò chính. Thứ nhất, đó là gì? Đó là nhìn chung thì Liên Hợp Quốc cũng làm được tốt vai trò của mình trong việc bảo vệ nền hòa bình an ninh thế giới. Có thể có ở đâu đó có những cuộc xung đột khu vực diễn ra, nhưng trên bình diện toàn thế giới thì chưa có một cuộc chiến tranh thế giới nào bùng nổ,
Thì đó là cái việc mà Liên Hợp Quốc đã làm được, đúng không? Thứ hai, đó là giải quyết được nhiều tranh chấp của các khu vực thông qua cái việc thông qua vai trò của toàn quốc tế, đúng không? Thứ ba, đó là giúp đỡ các dân tộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thông qua các cơ quan chuyên môn của mình như là UNESCO, UNICEF, FAO v.v. và cung cấp lương thực này rồi là giáo dục để thúc đẩy sự phát triển của nền văn hóa, của kinh tế, văn hóa của các quốc gia đó. Và đồng thuận với những cái mục tiêu và quan điểm, nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc thì năm 1977, Việt Nam đã gia nhập và trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc. Và kể từ khi gia nhập cho đến nay ấy, thì Việt Nam cũng đã và đang làm rất tốt vai trò của mình, đặc biệt là trong những thời kỳ mà Việt Nam thực hiện đảm đương cái vị trí đó là Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và đó chính là những nội dung cơ bản mà chúng ta cần phải lưu ý khi nói về tổ chức Liên Hợp Quốc. Và để củng cố lại nội dung bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một số câu hỏi luyện tập sau đây. Câu hỏi mà cô đặt ra đầu tiên cho các bạn đó là: sau chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới được thiết lập với đặc điểm nổi bật là: A. Có sự tham gia tích cực của các quốc gia độc lập mới. B. Do các nước tư bản hoàn toàn thao túng. C. Phát triển theo hướng đa cực, nhiều trung tâm. Và D. Là thế giới phân thành hai cực do Mỹ và Liên Xô đứng đầu. Đây là một câu hỏi thông hiểu rất dễ. Và theo các bạn, với câu hỏi thông hiểu này, các bạn sẽ lựa chọn đáp án chính xác của mình là gì? Đáp án chính xác của cô đưa ra đây đó là đáp án D. Như cô nói rồi, trật tự hai cực IANTA đã tạo ra khuôn khổ của một trật tự thế giới. Hội nghị IANTA đã tạo ra khuôn khổ của một trật tự thế giới mới, đúng không? Với đặc điểm đó là thế giới phân thành hai cực, hai phe, đứng đầu mỗi cực mỗi phe đó là Liên Xô và Mỹ. Và đây cũng chính là đặc điểm nổi bật mà do đó câu số 1 đáp án chính xác mà các bạn lựa chọn phải là đáp án D. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 của cô đó là: theo quy định của Hội nghị IANTA tháng 2 năm 1945, quốc gia nào sẽ thực hiện nhiệm vụ chiếm đóng giải giáp khu vực Tây Đức, Tây Berlin và các nước Tây Âu? A. Mỹ, Liên Xô. B. Mỹ, Trung Hoa Dân Quốc. C. Mỹ, Anh. Và D. là Mỹ, Anh, Pháp. Với câu hỏi nhận biết này thì chắc chắn là cô tin rằng là các bạn có thể chọn ngay được đáp án chính xác của mình, đó là đáp án D. Đáp án D chính là đáp án chính xác. Mỹ, Anh, Pháp sẽ chính là những quốc gia thực hiện nhiệm vụ giải giáp quân đội phát xít ở khu vực Tây Đức, Tây Berlin và các nước Tây Âu theo thỏa thuận của Hội nghị IANTA. Do đó, câu số 2, đáp án chính xác của chúng ta phải là đáp án D. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 của cô đó là: trật tự hai cực IANTA được thiết lập sau chiến tranh thế giới thứ hai đã phản ánh: A. So sánh tương quan lực lượng mới giữa các cường quốc. B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về thị trường và thuộc địa. C. Tham vọng chi phối thế giới của các nước đế quốc. Và D. là sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới. Câu hỏi này thì nó khó hơn một chút và các bạn cần phải tư duy nhiều hơn một chút. Theo các bạn này, với câu hỏi số 3, các bạn sẽ lựa chọn đáp án chính xác của mình là gì? Đáp án chính xác mà cô đưa ra ở đây đó là đáp án A. Ở đây ấy, thực ra các bạn có thể phân vân giữa hai đáp án. Nhiều nhất giữa hai đáp án đó là đáp án A và C. Và sau đây cô sẽ phân tích cho các bạn xem vì sao mà chúng ta lại chọn đáp án A thay vì là đáp án C. Các bạn sẽ thấy này, so sánh tương quan lực lượng mới giữa các cường quốc. Để ý này, quay lại kiến thức lớp 11, quay lại hội nghị hòa bình Versailles và hội nghị Washington. Các bạn sẽ thấy này, tham dự hội nghị Versailles có bao nhiêu nước? 21 nước, và trong đó nòng cốt sẽ là 5 quốc gia, đúng không? Mỹ, Anh, Pháp, Italia. Rồi, và còn ở Washington là gì? Là 9 nước, đúng không? Nhưng ở hội nghị IANTA thì lại chỉ có 3 nước duy nhất tham dự, và trong đó 2 nước sẽ giữ vai trò quyết định, đó là Mỹ và Liên Xô. Như vậy, cái việc thay đổi từ con số 21 sang con số 3, đúng không? Nó đã cho thấy ra gì? Đó là so sánh tương quan lực lượng giữa các cường quốc trên thế giới đã có sự thay đổi, và trong đó nổi lên vai trò mới, đó là vai trò của Liên Xô. Và vai trò của các nước châu Âu, một số nước châu Âu cũng đã, địa vị của một số nước châu Âu trong quan hệ quốc tế đã bị giảm sút đi rất nhiều. Rồi, có đáp án C này. Tham vọng chi phối thế giới của các nước đế quốc. Ở câu này, cái từ duy nhất mà làm nó sai đó chính là từ đế quốc. Chúng ta lưu ý này, chúng ta sẽ không gọi Liên Xô là đế quốc. Nếu câu này, đáp án C đổi thành từ cường quốc hoặc nước lớn,
thì đúng, chúng ta có thể chọn được đáp án C. Nhưng ở đây vì nó đang sử dụng một từ đó là tham vọng chi phối thế giới của các nước đế quốc, thế nên đáp án C là một đáp án không chính xác. Sau đó câu hỏi số 3 chúng ta cần phải lựa chọn đó là đáp án A. Tiếp tục câu hỏi số 4 và cũng là câu hỏi cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay. Câu hỏi mà cô đặt ra cho các bạn đó là giữa trật tự Versailles Washington và trật tự hai cực Yalta đều có điểm tương đồng là A. Không có sự phân cực phân tuyến rõ ràng. B. Các nước đế quốc nắm quyền chi phối trật tự. C. Trừng phạt quá nặng nề với nước bại trận. Và D. Là có các cơ quan để duy trì và bảo vệ trật tự. Theo các bạn, với câu hỏi số 4 này, một câu hỏi mang tính vận dụng, thì các bạn sẽ lựa chọn đáp án chính xác của mình là gì? Đáp án chính xác mà cô đưa ra đây đó là đáp án D. Và tại sao A, B, C không chính xác thì chúng ta sẽ cùng nhau thử phân tích nhé. Với đáp án A này, không có sự phân cực và phân tuyến rõ ràng. Cái này nó chỉ đúng với Versailles Washington thôi. Còn với Yalta là rất rõ ràng. Phân thành hai cực đó là Xô và Mỹ, đúng không? Rồi, tiếp tục đến đáp án B, các nước đế quốc nắm quyền chi phối trật tự. Như cô đã nói rồi, nếu chúng ta thay từ đế quốc bằng từ cường quốc hoặc nước lớn thì đáp án B có thể đúng. Nhưng vì nó có từ đế quốc ở đây, thế nên là gì? Nó không phù hợp bởi vì chúng ta sẽ không gọi Liên Xô là đế quốc, được chưa? Đáp án C, trừng phạt quá nặng nề đối với các nước bại trận. Cái này thì chỉ đúng với Versailles Washington thôi. Các bạn biết rằng là tại hội nghị Versailles, đặc biệt là tại hội nghị Versailles thì nó chà đạp lên quyền lợi của các nước, và trong đó đặc biệt đó là chà đạp lên quyền lợi của dân tộc Đức. Khi người Đức mất đi lãnh thổ, rồi là mất đi những quyền lợi về kinh tế, chính trị, và từ đó nó tạo ra cái sự hằn học của người Đức đối với trật tự Versailles Washington và đối với các nước lớn xung quanh. Và rút kinh nghiệm từ cái việc trừng phạt quá nặng nề này và tạo ra cái sự hằn học này, thì đến Yalta thì mọi thứ được giảm thiểu đến mức tối đa. Chỉ là gì? Chỉ là trừng phạt tội phạm chiến tranh thôi, đúng không? Còn đáp án D này, có các cơ quan để duy trì và bảo vệ trật tự, thì các bạn sẽ thấy ở trật tự Versailles Washington có cơ quan đó là Hội Quốc Liên, còn Yalta là có Liên Hợp Quốc để duy trì hòa bình, để duy trì và bảo vệ trật tự. Do đó câu số 4, đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án D. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau trải qua 4 câu hỏi luyện tập cho buổi học ngày hôm nay. Và nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì các bạn hãy để lại comment ở phía bên dưới để cô có thể hỗ trợ giải đáp cho các bạn. Còn buổi học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và chúc các bạn học tập hiệu quả. Hẹn gặp lại các bạn ở những buổi học sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.